Những ngôi nhà được xây trong tình yêu, đoàn kết chung tay làm nên mái ấm công đoàn. Từ núi cao biển khơi, bên nhau ta vượt gian khó. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ nghị quyết Đại hội 11 Công đoàn ngành nhiệm kỳ 2018 đến 2023. Trong 5 năm qua, tiếp tục đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động, Công đoàn ngành giáo dục An Giang tập trung thực hiện đạt và vượt 12 chỉ tiêu chủ yếu do nghị quyết Đại hội 11 Công đoàn ngành đề ra. 2. Nâng cao hiệu quả thực hiện chức năng đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, nhà giáo và người lao động. Chức năng đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, nhà giáo và người lao động được tập trung triển khai. Công đoàn ngành và công đoàn cơ sở trực thuộc thực hiện tốt công tác giám sát việc thực hiện chế độ chính sách đối với đoàn viên, nhà giáo và người lao động. Công đoàn ngành chỉ đạo công đoàn cơ sở phối hợp với chuyên môn đồng cấp đảm bảo tốt điều kiện làm việc, giảng dạy cho đoàn viên, nhà giáo và người lao động, tạo môi trường làm việc thân thiện. Nhiều đơn vị đã trang bị cho công đoàn cơ sở chỗ làm việc khang trang, có nơi riêng tư để đoàn viên, người lao động đến để bày tỏ tâm tư nguyện vọng của mình. Công đoàn cơ sở chủ động tham gia, phối hợp với chuyên môn nâng cao chất lượng hội nghị công chức, viên chức và người lao động, hội nghị người lao động hàng năm. Việc nâng cao chất lượng thương lượng, ký kết và thực hiện thỏa ước lao động tập thể ở đơn vị ngoài công lập được chú trọng. Năm 2022, trực tiếp chỉ đạo và tham dự hội nghị lắng nghe thấu hiểu chia sẻ, đối thoại giữa người sử dụng lao động với đoàn viên, người lao động tại trường phổ thông iSchool Long Xuyên nhân tháng công nhân. 2. Chăm lo lợi ích thiết thực cho đoàn viên và người lao động. Để động viên, sẽ chia và đồng hành với những khó khăn mà đoàn viên và người lao động không may mắc phải trong cuộc sống. Công đoàn ngành thường xuyên chỉ đạo công đoàn cơ sở quan tâm thực hiện tốt công tác chăm lo đời sống cho đoàn viên và người lao động, đặc biệt là thăm hỏi những đoàn viên và người lao động có hoàn cảnh khó khăn, ốm đau, hoạn nạn. Công đoàn ngành đã thăm hỏi những đoàn viên và người lao động đặc biệt khó khăn như đang điều trị bệnh hiểm nghèo, bị tai nạn, hỏa hoạn, qua đời. Từ quỹ tương trợ công đoàn ngành, vào thời điểm bùng nổ của dịch COVID-19, thực hiện sự chỉ đạo và hướng dẫn của Liên đoàn Lao động tỉnh, ngoài việc động viên, hỗ trợ của Ban chấp hành công đoàn cơ sở, công đoàn ngành đã hỗ trợ kịp thời cho đoàn viên và người lao động không may bị ép một cách ly tập trung và điều trị F0. Đồng thời, tổ chức trao tặng khẩu trang, dung dịch sát khuẩn cho các công đoàn cơ sở chuẩn bị năm học mới 2021 đến 2022. Bên cạnh đó, công đoàn ngành đặc biệt quan tâm thăm hỏi đoàn viên, nhà giáo và người lao động có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Nguyên Đán hàng năm và đoàn viên, nhà giáo và người lao động dân tộc Khmer ở vùng khó khăn nhân dịp Tết Chon Chơ Nam Thơ Mây Riêng năm 2023, tập thể công đoàn ngành tặng quà Tết cho tất cả đoàn viên, người lao động là người dân tộc Khmer. Ngoài việc chỉ đạo công đoàn cơ sở triển khai các chương trình phúc lợi đoàn viên và nhà giáo và người lao động do Liên đoàn Lao động tỉnh và Công đoàn Giáo dục Việt Nam ký kết với các doanh nghiệp, những năm đầu nhiệm kỳ, công đoàn ngành đã ký kết tài trợ của VNPT Vinaphone, nhà khách công đoàn An Giang có chính sách ưu đãi đặc biệt cho cán bộ nhà giáo và người lao động. Trong ngành đi công tác ăn nghỉ tại nhà khách giảm 1/3 giá phòng niêm yết và 10% dịch vụ ăn uống. Năm 2022, ký kết với tập đoàn Khải Minh thực hiện chương trình phúc lợi đoàn viên Agape. Ngoài ra, để giúp những đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn được chỗ ở ổn định để an tâm công tác, công đoàn ngành đã đề nghị Liên đoàn Lao động tỉnh hỗ trợ từ quỹ xã hội công đoàn cất mới, sửa chữa nhà mái ấm công đoàn. Đồng thời,
hoàn thành công trình cải tạo nhà máy ấm tập thể giáo viên ở xã Vĩnh Châu để chào mừng kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh và là công trình chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp, nhiệm kỳ 2023-2028. Công đoàn ngành đã phối hợp với Sở Giáo dục Đào tạo triển khai chương trình khám sức khỏe miễn phí cho đoàn viên và người lao động do Công ty Cổ phần Bệnh viện Y Dược Sài Gòn thực hiện. Đợt 1 đã khám cho hơn 190 đoàn viên và người lao động thuộc địa bàn thành phố Long Xuyên. 4. Đổi mới công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao bản lĩnh chính trị, ý thức pháp luật, tác phong công nghiệp, kỷ luật lao động, trình độ, kỹ năng nghề nghiệp của đoàn viên và người lao động. Bên cạnh, việc kịp thời tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật cho đoàn viên, nhà giáo và người lao động trong ngành, tham gia góp ý, xây dựng văn kiện đại hội đảng các cấp, để chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, kỷ niệm ngày thành lập công đoàn hàng năm, công đoàn ngành phối hợp với Sở Giáo dục Đào tạo tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao tạo sân chơi đa dạng cho đoàn viên, nhà giáo và người lao động tham gia như giải cầu lông, bóng đá mini, bóng chuyền nam. Đặc biệt, trong 2 năm gần đây, nhằm thực hiện mô hình sát cơ sở, gần đoàn viên được cụ thể hóa từ mô hình sát cơ sở, gần công nhân của Liên đoàn Lao động tỉnh, thay đổi hình thức hoạt động theo cụm kết hợp với tuyên truyền ý nghĩa các ngày lễ lớn, thu hút nhiều đoàn viên, người lao động tham gia hơn. Hưởng ứng tháng công nhân hàng năm, công đoàn ngành chỉ đạo công đoàn cơ sở quan tâm tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của tháng công nhân và tổ chức các hoạt động chăm lo đời sống thiết thực cho đoàn viên, nhà giáo và người lao động với nhiều hoạt động sôi nổi thiết thực, như tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, thăm hỏi đoàn viên, nhà giáo và người lao động có hoàn cảnh khó khăn, vận động đoàn viên, nhà giáo và người lao động tích cực tham gia các phong trào thi đua tại đơn vị. Phối hợp với Sở Giáo dục Đào tạo thực hiện chương trình sóng và máy tính cho em theo kế hoạch số 2685KHBHSGDDTCDNGD ngày 20 tháng 9 năm 2021 về việc vận động đoàn viên, nhà giáo và người lao động trong ngành ủng hộ chương trình sóng và máy tính cho em hưởng ứng lời kêu gọi quyên góp, ủng hộ chương trình sóng và máy tính cho em của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Công đoàn Giáo dục Việt Nam. 5. Xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, tích cực tham gia xây dựng đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh. Thực hiện sự chỉ đạo của Liên đoàn Lao động tỉnh, Công đoàn ngành xây dựng kế hoạch số 27KHCDN ngày 5 tháng 6 năm 2020 về nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở giai đoạn 2020-2025. Qua thực tiễn triển khai, đã từng bước đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động công đoàn cơ sở, làm tốt chức năng, vai trò của tổ chức công đoàn, tổ chức họp mặt cán bộ chuyên trách và biểu dương chủ tịch công đoàn cơ sở tiêu biểu cấp ngành, tổ chức hội thi chủ tịch công đoàn cơ sở giỏi để giúp các chủ tịch công đoàn cơ sở củng cố, cập nhật kiến thức hoạt động công đoàn, nâng cao năng lực, kỹ năng nghiệp vụ tổ chức hoạt động công đoàn, đáp ứng yêu cầu của công đoàn trong tình hình mới. Nhằm giúp cán bộ công đoàn và đoàn viên có thời gian chia sẻ, học tập kinh nghiệm về hoạt động công đoàn cũng như công tác chuyên môn, công đoàn ngành đã tổ chức cho 67 cán bộ công đoàn và đoàn viên tập huấn kết hợp tham quan, học tập kinh nghiệm thực tiễn tại Công đoàn Giáo dục tỉnh Khánh Hòa. Đặc biệt, thực hiện kế hoạch số 450KH Liên đoàn Lao động ngày 10 tháng 11 năm 2021 của Ban chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh về thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 11-2 của Đảng và nghị quyết số 02NQTVK ngày 12 tháng 6 năm 2021 của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới. Công đoàn ngành tổ chức chuyến sinh hoạt chuyên đề nhân kỷ niệm 45 năm ngày thành lập Công đoàn Giáo dục tỉnh An Giang ngày 13 tháng 8 năm 1977 đến ngày 13 tháng 8 năm 2022 tại thành phố Vũng Tàu. Thời gian 2 ngày 1 đêm, có 80 cán bộ quản lý và cán bộ công đoàn tham dự. Công đoàn ngành luôn chú trọng công tác bồi dưỡng, tập huấn cho cán bộ công đoàn nhằm đáp ứng tốt yêu cầu hoạt động công đoàn. Nhiệm kỳ qua, có 902 lượt cán bộ công đoàn tham gia các lớp bồi dưỡng tập huấn do Công đoàn ngành và Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức với nội dung, phương pháp mới, phù hợp với nhiệm vụ. Cử cán bộ chuyên trách tham gia các lớp cao cấp lý luận chính trị và lớp lý luận và nghiệp vụ công đoàn. 6. Phát huy hiệu quả các phong trào thi đua, góp phần phát triển sự nghiệp giáo dục. Các phong trào thi đua, các cuộc vận động tiếp tục được Công đoàn ngành và Công đoàn cơ sở quan tâm. Cụ thể hóa cuộc vận động mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo,
dân chủ kỷ cương tình thương trách nhiệm, cán bộ, công chức, viên chức nói không với tiêu cực được lồng ghép vào từng chương trình, từng hoạt động của công đoàn để đoàn viên, nhà giáo và người lao động tự bồi dưỡng, rèn luyện ngày càng hoàn thiện hơn về phẩm chất cũng như năng lực nhà giáo. Phong trào thi đua dạy tốt, học tốt và phong trào thi đua đổi mới, sáng tạo trong dạy và học được các công đoàn cơ sở đặc biệt quan tâm triển khai vào đầu mỗi năm học. Nhằm góp phần hạn chế tình trạng học sinh bỏ học giữa chừng, công đoàn ngành phối hợp với Sở Giáo dục Đào tạo vận động đoàn viên, nhà giáo và người lao động ở các cấp học nhận đỡ đầu học sinh có hoàn cảnh khó khăn bằng nhiều hình thức như hỗ trợ đóng học phí, tiền tiêu vặt hàng tháng, mua bảo hiểm y tế, tập sách, dụng cụ học tập, dạy kèm miễn phí. Việc nhận đỡ đầu học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại đơn vị đã thể hiện rõ tình cảm, trách nhiệm của người thầy đối với học sinh của mình, tạo điều kiện để học sinh yên tâm đến trường, góp phần hạn chế tình trạng học sinh bỏ học. 7. Nâng cao chất lượng công tác nữ công, góp phần chăm lo, xây dựng đội ngũ nữ đoàn viên, nhà giáo và người lao động trong tình hình mới. Bên cạnh việc ban nữ công công đoàn ngành và công đoàn cơ sở trực thuộc thực hiện tốt công tác tuyên truyền ý nghĩa các ngày kỷ niệm về giới, các luật, các văn bản có liên quan đến nữ đoàn viên, nhà giáo và người lao động cũng như lồng ghép công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách đối với lao động nữ tại các công đoàn cơ sở, hàng năm, nhân dịp kỷ niệm các ngày lễ của giới, công đoàn ngành chỉ đạo các công đoàn cơ sở tổ chức các hoạt động cho nữ đoàn viên, nhà giáo và người lao động tham gia, gắn với hoạt động chăm lo cho đoàn viên, lao động nữ, khen thưởng phong trào thi đua giỏi việc nước, đảm việc nhà, giỏi việc nước, chia sẻ việc nhà. Mỗi năm, công đoàn ngành đều tổ chức ít nhất một hoạt động văn hóa, thể thao dành cho nữ đoàn viên, nhà giáo và người lao động như tổ chức giao lưu, học tập kinh nghiệm, giao lưu văn hóa với công đoàn ngành giáo dục Long An, kết hợp với tham quan các khu di tích lịch sử năm 2019, tổ chức cuộc thi bình chọn ảnh khoảnh khắc gia đình yêu thương trên fanpage công đoàn ngành giáo dục An Giang nhân kỷ niệm 20 năm ngày gia đình Việt Nam, phối hợp với Ban vì sự tiến bộ phụ nữ ngành tổ chức hoạt động ngoại khóa nhà giáo với công tác bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình năm 2020 tại tỉnh Biên với 3 hội thi, nhà giáo vui, khỏe, nhà giáo khéo tay và nét đẹp nhà giáo, tổ chức giải bóng chuyền hơi nữ cụm Châu Thành, Châu Phú, tổ chức các hoạt động chăm lo cho con đoàn viên, nhà giáo và người lao động như xét chọn học bổng Tôn Đức Thắng, quà tiếp sức đến trường, quà trung thu. 8. Công tác phối hợp với Liên đoàn Lao động huyện, thị, thành phố. Công đoàn ngành phối hợp với Liên đoàn Lao động huyện, thị, thành phố trong công tác tuyên truyền, vận động, thực hiện chức năng tham gia quản lý và triển khai các phong trào thi đua, các cuộc vận động của ngành giáo dục có sơ kết hàng năm. Đánh giá chung. Nhìn chung, trong nhiệm kỳ qua công đoàn ngành giáo dục tổ chức, triển khai hoạt động công đoàn ngày càng thiết thực, đổi mới, linh hoạt, theo sát tình hình thực tiễn, đặc biệt là trong thời gian dịch COVID-19 bùng phát kéo dài gây ảnh hưởng, khó khăn cho nhà giáo và người lao động trong ngành, các hoạt động đều hướng về cơ sở, chăm lo, bảo vệ, hỗ trợ kịp thời cho nhà giáo và người lao động. Công đoàn ngành tiếp tục đồng hành cùng chuyên môn thực hiện lộ trình triển khai chương trình giáo dục phổ thông năm 2018, nâng cao chất lượng đội ngũ, tăng cường kỷ cương, góp phần triển khai thực hiện hiệu quả chủ trương đổi mới giáo dục và đào tạo.